Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Spider Room. Mình là Summarize và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi: thu nhập của bạn ở mức nào trong xã hội? Và trước khi đi vào clip của ngày hôm nay, rất mong các bạn sẽ bấm nút like, subscribe cho chúng mình để không bỏ lỡ clip nào trong tương lai nhé. Đã từ lâu lắm rồi mình có ý định muốn xây dựng một mô hình để trả lời câu hỏi thu nhập ở Việt Nam như thế nào là cao, thu nhập như thế nào là thấp, thấp so với cái gì, cao so với cái gì, làm được bao nhiêu củ một tháng thì được coi là giàu. Những người suốt ngày khoe nhà đẹp, nhà sang, túi xách hàng hiệu thật sự là giàu hay là nghèo? Mình hỏi anh Google mỏi cổ mà không có câu trả lời, cho nên mình tự tìm câu trả lời. Mình lấy số liệu tạm thời của Tổng cục Thống kê năm 2018. Họ không cho biết số liệu gốc mà chỉ cho số liệu thu nhập trung bình trên đầu người trong một tháng. Thu nhập trung bình của từng tầng lớp lao động: 20% thấp, 20% tiếp theo cho đến 20% cao nhất. Ở các khu vực như là thành thị hay là nông thôn, mình cố gắng từ các con số này để xây dựng một mô hình thu nhập cho hai vùng dân cư, thành thị và nông thôn để trả lời câu hỏi của mình. Khi giả lập mô hình này, mình có tính đến việc thu nhập thật của người Việt có lẽ sẽ cao hơn thu nhập của thống kê, vì một, con số cục thống kê là chia trên đầu người chứ không chia trên người lao động, và hai, người đi làm ở Việt Nam có lẽ sẽ có các khoản phụ thu mà họ không kê khai. Mình đưa vào mô hình một giả thiết là thu nhập thật gấp đôi thu nhập mà Tổng cục Thống kê đã công bố. Tổng cục Thống kê cho biết thu nhập bình quân của người ở thành phố là khoảng 5,6 triệu, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn là 3 triệu. Mô hình của mình giả thiết cho trung bình thu nhập thành phố là 11,2 triệu, thu nhập trung bình nông thôn là 6 triệu. Các nước thu nhập đều tăng gấp đôi, chỉ số bất bình đẳng giữ nguyên. Sau đó, mình giống mô hình này để giả lập một nơi có 2.500 người, thì phổ thu nhập của họ ở mức nào và vẽ đồ thị để trả lời trực tiếp câu hỏi của mình. Lý do của con số 2.500 là vì đó là giới hạn của cái tài khoản miễn phí của mình. Biểu đồ nằm ở đây. Với mô hình này thì một người ở nông thôn có thu nhập 4,4 củ ở mức trung vị. Tức là nếu túm tóc một người bất kỳ hỏi xem thu nhập của người ta bao nhiêu thì 50% khả năng người ta sẽ có thu nhập cao hơn thế, 50% sẽ có thu nhập thấp hơn thế. Ở thành thị con số này là khoảng 9 củ. Và mức lương phổ biến ở nông thôn là 3 củ. Mức lương phổ biến ở thành phố là 6 củ rưỡi. Thế còn thu nhập bao nhiêu sẽ làm cho bạn dưới 9 người và hơn 1 người? Ở nông thôn, con số này ở khoảng 1,7 củ và ở thành phố là 4 củ. Thu nhập bao nhiêu sẽ làm cho bạn hơn 9 người và dưới 1 người? Ở nông thôn, con số này là khoảng 12 củ và ở thành phố là 20 củ. Thu nhập bao nhiêu thì hơn 99% dân số? Theo mô hình của mình, ở nông thôn con số này là 26 củ, ở thành phố là 40 củ. Để trả lời cho câu hỏi bạn ở thu nhập bao nhiêu phần trăm, bạn có thể vào đây. Bạn có thể tương tác với biểu đồ này trên máy tính. Ví dụ bạn ở thành thị thì xem đường màu xanh, ở nông thôn thì xem đường màu đỏ. Ví dụ bạn ở thành phố mang về 15 củ một tháng. Như vậy, chiều số 15 củ ở trục X sang trục Y ở đường xanh, bạn được con số X bằng 15,02, Y bằng 0,78, tức là bạn ở mức 78%. Cứ 100 người ở thành phố thì có 78 người thu nhập kém bạn, 22 người thu nhập hơn bạn. Lưu ý ở đây là cho tiêu khiển của mình làm trong một ngày, và mình có rất nhiều lý do để tin rằng nó là chật lất. Và sau đó là kẻ cắp quả hạnh phúc, nên đừng có tin quá. Có nhiều việc không hẳn là ra nhiều tiền, nhưng nếu nó mang lại cho bạn được năng lượng và niềm vui và được xã hội trân trọng thì không nên tự nhiên mà vì thế cảm thấy giày vò đó khổ. Nếu muốn tính chính xác mô hình của mình thì các bạn có thể vào đây. Ở thành thị, điền MU bằng 2,189714, S bằng 0,6786725. Xong thu nhập của bạn điền vào OX, nó sẽ trả lời cho bạn thu nhập của bạn ở mức bao nhiêu phần trăm. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên nút chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!